Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội làm sao bền vững. Thì bữa nay sáng phải lấy thuốc cho xịt vườn nhà các bạn ơi. Đó. Rồi cũng lu bu nên cập nhật giá trễ, cũng mong các bạn thông cảm nha. Thì thời điểm hiện tại gió bắc đó các bạn. Đó, bông nó khô lắm. Nó ưa khô nha. Nói chung là các bạn nên cần thêm dinh dưỡng cho bông để nó tăng khả năng thụ phấn các bạn. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2022, thì hôm qua mình nhầm các bạn. Hôm qua mình nói là ngày 2 tháng 10 nhưng mà đã qua tháng 11 rồi. Đó, ngày 3 tháng 11 năm 2022 thì hôm nay mình tiếp tục cập nhật giá sà Đài Loan thu mua tại vườn. Thì giá sà vàng là vẫn là 38.000, vàng nhất là 38.000, vàng nhì là 13.000, còn sà xanh xanh nhất là 12.000 và xanh nhì là 6.000. Thì cái đó là giá sà Đài Loan thu mua tại vườn nha. Những anh em nào mà cần bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình. Nói chung là lựa hàng rất dễ nha các bạn. Thì anh em cứ alo trực tiếp. Đó, ở bên mình mua hàng một lần rồi thì anh em sẽ đánh giá được nha. Thì sáng nay lấy thuốc tại cửa hàng của nhỏ em mình. Đó. Thì có đầy đủ những loại chiên cho cây sài nha các bạn. Thì anh em nào cần thì cứ alo mình. Thì giá mình gửi bán cho các bạn là bằng giá của đại lý, có hóa đơn của đại lý ha. Những em nhà vườn nằm mới biết tới kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn quả chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn có thể là tiện theo dõi nha. Nói chung thì có đầy đủ tất cả các dòng thuốc trên cây sợi các bạn, loại nào nói chung là cũng muốn là đầy đủ hết nha. Thì anh em cần thì cứ liên hệ mình. Thì video hôm nay mình xin phép kết thúc tại đây các bạn. Mình cũng quay vòng vòng ở chỗ cái cửa hàng đó, thì anh em có cần gì thì cứ alo trực tiếp mình nha. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.